Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe bài đọc đức tin tựa đề Con chó Hachiko. Câu chuyện xảy ra vào năm 1925 tại nhà ga Shibuya. Hachi, biệt danh là Hachiko, là một chú chó nhỏ, lông màu trắng, chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản. Chú bị lạc chủ và được giáo sư Yuno của trường Đại học Tokyo đem về nuôi dưỡng như người con trong gia đình. Hằng ngày như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng là Hachiko tiễn giáo sư Yuno Azebaru đến nhà ga để ông lên tàu đi làm. Và cả hai đều đi bộ tới nhà ga Shibuya. Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại học Hoàng gia, nay là Đại học Tokyo, nơi ông đang giảng dạy. Và chiều cũng vậy, cứ đến 3 giờ chiều, Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư về. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Yono đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang giảng bài trên giảng đường ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko cứ như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân về. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú chó trung thành, không hề nản lòng. Hachiko vẫn đứng đợi và đợi. Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra. Tuy vậy, nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người chung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi là một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn hoặc nhẹ nhàng xoa vào đầu để chúc nó may mắn. Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, một sinh viên của giáo sư Yuno đã viết bài báo kể về câu chuyện cảm động này và gửi đăng ở một tờ báo lớn ở Tokyo. Ngay lập tức, có rất nhiều người quan tâm, lo lắng cho chú chó trung thành này. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới Chuken, chú chó nhỏ trung thành. Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3 giờ chiều, mặc dù nó đã bị viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 3 năm 1935, gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta đã tìm thấy Hachiko. Lúc đó đã 12 tuổi, nằm gục chết tại chính nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm. Cái chết của Hachiko đã được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ, và người ta đã để dành hẳn một ngày để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Andrew Tero để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm. Tuy nhiên,
Vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh. Tất cả những thứ là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1948, con trai của Ando Taro là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay. Mỗi năm vào ngày 8 tháng 4, người ta lại tổ chức một buổi tưởng niệm Hachiko tại nhà ga Shibuya. Ngoài bức tượng Hachiko ở ga Shibuya, Hachiko còn được dựng tượng ở quê hương mình, bên ngoài ga Odette, và một bức khác ở trước bảo tàng chó Hakita, bên cạnh mộ của giáo sư Yuno tại nghĩa trang Yaoyama. Cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko đã được chôn tại đó, nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia. Thánh Kinh suy gẫm: vậy mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Đấng Cứu Thế và những người quản lý các huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, điều người ta muốn tìm thấy nơi người quản lý là lòng trung thành. Cô-rinh-tô nhất, chương 4, câu 1 đến câu 2. Chúa yêu thương bạn. Amen.